Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các quý vị nhé, tất cả các bạn đã theo dõi cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề là liên quan tới việc kiểm tra máy lạnh trước khi bảo trì, và sau đó mình sẽ tiến hành bảo trì cái máy lạnh Toshiba rồi luôn. Thì trước khi đi vào cái công việc mà chuẩn bị xịt rửa, bảo trì, kiểm tra tổng quát cho cái máy, chúng ta cần phải có những cái thao tác như thế này. Trước tiên mình phải để ý xem ở đây nè, cái CB này là mở lên chưa, rồi tất cả những cái tín hiệu của cái remote này nè, mình xem coi đúng chế độ chưa. Rồi mình coi coi cái máy nó hiệu gì. Thì cái máy này ở đây á, là Toshiba Inverter ha quý vị. Ở đây mình cho các bạn xem nè, đây là Toshiba Inverter, loại ga của nó là ga 410. Cái loại này loại nội địa, hàng nội địa Nhật. Thì đó nè, đây tiếng Nhật không thấy không? Ở đây các bạn coi nè, đây là toàn là tiếng Nhật. Đó, thì mình quay cho các bạn xem để cho nó dễ hiểu nè. Đây toàn bộ là tiếng Nhật không. À, thì cái nguồn điện ở đây là nguồn điện 110, ở đây có sử dụng một cái biến thế. Đó, mình quay cho các bạn xem, chút xíu mình sẽ bảo trì nó luôn. Thì trước khi mà tiến hành vào cái việc bảo trì á, thì chúng ta cần phải đi qua một số cái kiểm tra sơ lược. Thứ nhất á, là mình nhìn vô cái CB có mở chưa. Thấy không, khách kêu mình đến bảo trì máy lạnh thì mình phải kiểm tra sơ. Thì thứ hai, nhìn vô cái remote này nè. Ví dụ như chúng ta mở lên, mình đứng ở xa, mình đứng xa cái máy lạnh chút xíu, từ ở dưới đất hướng lên, thì chúng ta mở cái tín hiệu nó ăn hay không, coi tín hiệu có tốt không, có nhận tín hiệu tốt không, hay là cái máy nó bị chập chờn, hay là tín hiệu nó bị yếu, thì lúc đó mình phải báo với lại khách hàng một tiếng là cái con mắt lâu ngày sử dụng nó bị yếu tín hiệu rồi, cần phải sửa chữa hay như thế nào đó, để tránh cái tình trạng mà hiểu lầm sau khi làm xong mà bắt đầu nó bị sự cố này sự cố nọ, bắt đầu là khách hàng lại đổ lỗi là chúng ta làm cái việc gì đó nó không có đúng thao tác kỹ thuật để khiến cho cái máy nó bị hư, để tránh tình trạng. Thôi quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Nhìn lên đây nè, cái màn hình của remote là chưa có gì hết, chúng ta mở lên đó, năng tín hiệu đã kêu tít tít đó, thì cái đèn xanh ở trên cái máy lạnh nó hiện lên nè, quý vị thấy không, đó nó mở ra. Đồng thời chúng ta cũng phải quan sát xem là cái cửa sổ đảo á, nó đều không, nó có bị sượng hay là không, hay là nó đảo cái kiểu mà kịch 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 là nó sượng, thì mình phải báo với khách hàng một tiếng ở cái sử dụng cái loại motor đảo này á, là nó lâu ngày nó bị hư rồi, cần phải thay thế hay sửa chữa. Nếu mà khách hàng không đồng ý thì mình cứ giữ nguyên, nhưng cái nhiệm vụ của người thợ chúng ta là phần phải báo với lại chủ nhà một tiếng để tránh tình trạng hiểu lầm. Như quý vị, cái việc này xảy ra cũng là thường xuyên lắm nha, cho nên anh em thầy thợ nhân viên bên chỗ mình là thường hay báo khách hàng trước khi mà tiến hành bảo trì hay sửa chữa cái gì đó. Thì rửa máy lạnh thì mình phải kiểm tra trước. Thứ nhất, kiểm tra tín hiệu và bắt đầu nhìn lên nè. Có một số khách hàng người ta lại nói rằng sao mà cái máy lạnh này nó chạy nó độ lạnh nó yếu quá, hay là không có lạnh. Có những cái trường hợp là remote bấm lộn chế độ nha quý vị. Ví dụ như ở đây là cái hình bông tuyết thì đúng rồi nè. Quý vị thấy không? Mình coi các vị xem. Đây, thì hình bông tuyết thì đúng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp là khách hàng họ không có biết á, họ bắt đầu họ bấm nhầm. Họ làm không có đúng. Vậy cho nên chúng ta là cái chữ mod trên này nè quý vị thấy không? Cái chữ MOZE nè, mình sẽ chuyển nó qua cái chế độ giống như là hình giọt nước, hình auto, hay là cái hình mà chạy tự động là auto nè, hình giọt nước là chế độ hút ẩm nè, thì hoặc là cái hình cái chữ là cái quạt thôi đó, thì nó chỉ cái quạt trong đầu cục lạnh thôi, nó không có đưa điện khiển xuống cái cục nóng, đó là chế độ. Nhiều khi những cái lúc mà chúng ta bấm nhầm chế độ, chúng ta cứ nghĩ là cái máy nó bị hư, bị sự cố, nhưng không phải, là do chúng ta người sử dụng mình á bấm lộn chế độ thôi. Thì cái nhiệm vụ người thợ đến kiểm tra lại coi có đúng những chức năng đã cài đặt đúng trên này chưa. Bây giờ mình cho nó giảm xuống là còn 27 nha, mình để ở xa nè để coi tín hiệu năng tốt không. Đó, các bạn nghe năng cái tiết không? Thì rõ ràng là cái mắt nhận tín hiệu của cái máy lạnh này nó còn rất là ngon lành, nó rất là ok. Vì vậy cho nên sau khi chúng ta tiến hành bảo trì sửa chữa thì phải đảm bảo cái máy của tay vẫn hoạt động và để ở xa như thế này. Nếu mà trường hợp mình vô mình kiểm tra, mình để xa mà bấm không ăn á, mà để gần bấm ăn, thì đó là thường là dẫn tới cái nguyên nhân của nó là gây ra là có thể là do cái cục pin sử dụng trong cái remote nằm sau lưng này nè, nó bị yếu đi lâu ngày quá rồi, cần phải thay pin mới. Cái trường hợp thứ hai nữa là mắt tín hiệu ở trên cái mắt nhận tín hiệu trên đó là nó bị yếu đi, thì cần phải thay thế cái tụ điện, gọi là cái tụ điện ở trong cái con mắt á, nó có cái tụ điện trên cái bo mạch nhỏ đó. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành thêm một cái bước thứ hai tiếp theo nữa, thứ ba, thì là cái nhiệm vụ như thế này. Chúng ta lên trên này, chúng ta kiểm tra, mình xem coi cái gió ở hai bên này nè, cái cánh cửa sổ bên này với bên này phân nửa đây đó, là coi cái gió nó đối lưu đều không. Bên đây gió thổi rất là mạnh nè, đó, bên đây cũng vậy luôn. Mình kiểm tra, sau đó mình kiểm tra bên trong, thì có những cái trường hợp cái máy nó dơ quý vị, nó dơ đến mức độ mà khi mà chúng ta dơ cái tay lên nè, chúng ta chỉ cảm nhận một bên này thôi, còn bên này dường như là nó không có gió, thì rõ ràng là cái quạt lồng sóc này nó bám bụi mà khủng khiếp luôn, rất là dơ ha. Chứ thứ hai á, khi mà kiểm tra máy thì chúng ta bật lên cái mặt nạ chỗ này nè, mình bật mặt nạ chỗ này lên cái tay nè, bật lên để coi có lưới nó có dơ hay là không.
Đó, rồi bắt đầu mình coi coi nó có hiện tượng mà kêu lớn hay là cái tiếng gì đó nó lạ không, hoặc là hiện tượng bám tiết hay là không. Đây, cái máy này nó ấy rồi nè, nó dơ lưới nè, và cái vàng này vẫn còn sạch không đến nỗi nào, nhưng mà nếu cần thì chúng ta vẫn tiến hành bảo trì thôi ha quý vị ha. Đây, nhưng mà cái hoạt động sóc của cái máy này thì nó dơ kinh khủng khiếp rồi đấy. Thì đấy là những cái công đoạn mà chúng ta cần kiểm tra, và nếu cảm thấy cần thiết thì chỉ tiến hành rửa. Rồi mình sẽ cố gắng mình làm cái chủ đề tiếp theo là, các bạn ý nha, có những cái trường hợp chủ nhà đó, cái lưới này dơ quá đem rửa luôn. Có những cái trường hợp á, hai lưới dơ nè, quá dơ là bám vô, nhưng mà cái vàng này chưa đến nỗi, cái vàng lạnh này chưa đến nỗi dơ, tại nó nhờ cái lưới nó che lại rồi. Đây, ha, rồi cái vàng Toshiba nó bền ghê luôn. Thì có những cái trường hợp các bạn biết á, đây mình quay quát làm sắp cũng dơ quá rồi. Có những cái trường hợp á là cái ống ở đây nè, nó đơm nước dài luôn. Thì khi mà lắp máy lạnh ở trong nhà đó thì chúng ta lưu ý á, nếu mà anh em thợ nào mà có ý á, và có kinh nghiệm á, thì sẽ sử dụng cái loại ống được gọi là PVC, và phải bọc nó ngoài một lớp vỏ, nó là vỏ cách nhiệt. Thì có như vậy á, nó mới không có gây ra cái hiện tượng là bị đơm nước ở cái đường ống dẫn ga ha. Thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ cái vấn đề này hơn. Tại vì khi mà nó chạy nó đạt độ lạnh á, thì nó sẽ có một cái hiện tượng nước nó bám đều ở trên cái đường ống rồi nè, là do cái lượng nước nó ứ lại ở trên cái đường ống thoát nước á. Và khi mà nước ở trong này, chứ trong máy lạnh này đổ ra là nước lạnh, thì khi mà nó gặp không khí bên ngoài nó sẽ tích tụ cái nước. Mà những cái trường hợp mà ống đồng mà đi trong phòng và đi trong nhà nó dài mấy mét luôn, thì lúc đó đó là nước nó bám ở trên ống đồng, nó đơm 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 giọt 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 ứ đầy trên đó, lâu lâu nó nhiễu là người ta cảm thấy rất là khó chịu. Đó là cái lý do là khi mà chúng ta sử dụng nhiệt độ quá sâu và cái máy nó dơ, thứ hai là cái đường nước nó ứ, nó chứa lại trong đó đó, thì cần phải thay thế cái đường ống nước mới, và phải bọc cái ấy là cho đàng hoàng, bọc cái cách gì cho đàng hoàng như quý vị, đúng không? Đó, thì đây là mình hướng dẫn cho các bạn xem. Đây là cái ống đồng nè, các bạn nhìn thấy không đó, cái ống đồng nó nằm ở bên đây nè, đó nằm bên đây. Thì nó nếu mà một cái máy gặp sự cố về vấn đề trao đổi nhiệt thì nó sẽ bị ứ nước ở trên cái ống trắng trắng đó, nó quấn cách nhiệt, nó quấn xì rồi đó, nó sẽ bị ứ lại. Còn trường hợp máy này không, nhưng bây giờ mình sẽ cúp CV để coi cái quạt nó dơ tới cỡ nào. Nếu mà máy mà cần thiết á, thì vẫn bảo trì nha quý vị. Mình cúp CV cái để cho nó ngắt điện. Thì các bạn lưu ý nha, trước khi chúng ta tiến hành bảo trì cái máy lạnh thì cần phải ngắt điện cho đàng hoàng. Tại vì cái loại quạt, cái motor quạt của cái con Toshiba này và thậm chí một số con khác nữa thì nó chạy bằng xung. Chỉ cần cái lượng cái chúng ta quên cúp CV mà chúng ta rửa máy lạnh á, cái quạt làm sóc nó quay vài tua thôi thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là hư xung của cái quạt. Mà cái quạt mà hư xung á thì bắt đầu sửa chữa hoặc là thay thế rất là tốn kém. Đây các bạn thấy nó cũng dơ này, nhưng mà chưa đến nỗi là ha. Đây. Đó. Nó dơ rồi. Mà cái máy lạnh này chưa đến nỗi là nó chưa đến nỗi cái vàng này cũng còn trắng. Nếu mà bảo trì vẫn không sao, nhưng mà thôi để mình làm cái video clip và hướng dẫn các bạn bảo trì nó rõ ràng hơn, tại cái Toshiba này nó cần phải kỹ lưỡng nè. Như đây ha, chúng ta sẽ mở một con ốc ở đây, sau đó mở con ốc bên này nè. Nhưng mà chúng ta đưa cái bàn tay vô đây, mình bật cái lên thì mở cái mặt nạ ra, bọc cái bạc là mình rửa, rồi sau đó mở cái lá đảo này. Nó từng thao tác thì cái trường hợp hồi nãy mình có nói với quý vị á, là cái ống này nè, đây là cái ống này, ống đục gà nó dẫn ra đây luôn, nó có một đoạn đoạn đục gà ngắn ở đây nè. Thì nếu như mà cái đoạn này dài nha quý vị, cái đoạn ruột gà dài nè, nó rất dễ dẫn đến cái tình trạng là bị đơm nước ở ống đồng ở trong phòng, và gây ra cái hiện tượng mà ứ nước trên ống đồng, và gây cái sự khó chịu cho cái người dùng ha. Đây, chúng ta cần lưu ý chuyện đó. Thì khi mà gặp sự cố đó, cách tốt nhất các bạn nên nhốt ga lại, lột ống đồng xuống. Nếu mà nhanh gọn lẹ nhưng mà hơi tốn kém là phải thay ống đồng mới, cách nhiệt mới. Còn nếu mà cái cách mà chịu khó làm mà đỡ tốn kém hơn thì chỉ cần thay cách nhiệt của ống đồng, và đồng thời mình tách cái đường ống nước qua một bên, ống đồng qua một bên riêng. Mình sử dụng thay vì cái ống nước ruột gà thì chúng ta sử dụng cái ống nước là PVC. Đó, thì cho nó chảy chân chu, nó không có chứa và không có ứ nước lại nữa. Đây, mình xem cho cái gì xem. Thì tại ngày hôm qua người bạn có gọi điện thoại báo cho mình đó, thì mình sẵn nhớ đâu làm đó thôi. Chỉ cần mở hai con này ra nè. Đó, mở hai con này, đưa cái bàn tay lên, mở bung nó ra là mình có thể bảo trì. Máy này chưa đến, cũng dơ mà chưa đến nỗi, chắc chưa hôm nay mình bảo trì nó luôn quá đó. Các bạn lưu ý nha, cái trường hợp mà bị xử lý cái đường ống nước đó, thì tại đây là máy này máy nội địa, nó sử dụng cái máy biến thế này nè,
biến thế đây. Thì có một số trường hợp là vẫn là máy nội địa, nhưng mà tại sao sử dụng nguồn điện 220 không cần biến thế các bạn biết không? Tại vì lúc đó đó cái người ta đã chuyển đổi cái nguồn điện này, người ta chuyển đổi một cái nguồn điện mà ở trong cái bo mạch này, cái cả cục nóng luôn, từ điện 110 thành điện 220. Mà cái đó, cái việc đó là chỉ có những người thợ sửa bo mạch đó, người ta hiểu được người ta cần thay thế cái linh kiện nào để mà chuyển cái nguồn điện từ 110 sang 220. Tại vì có những cái địa hình mà ống âm và dây điện âm ha, thì cần phải thay thế, chứ người ta cái nhà ta đẹp quá, nhà mới quá mà gắn cái cục biến thế vô thì thấy nó kỳ nha quý vị. Đó thì mình chia sẻ một loạt một số cái thao tác tuần tự để các bạn trước khi mà chúng ta tiến hành bảo trì và xịt rửa đó đó, thì chúng ta thứ nhất căn cứ vô kiểm tra coi CB mở chưa, tín hiệu mắt coi tốt chưa, rồi sau đó coi cái cửa sổ đảo đó, nó đảo lên đảo xuống có ngon lành không, có đều không, có bất kỳ cái tiếng kêu gì lạ không, rồi sau đó cho nó chạy 5-10 phút đợi nó đá điện vô cái cục nóng, và chúng ta kiểm tra cái độ lạnh ở hai bên, ở bên cái họng gió phân làm hai, ở hai bên coi gió nó đối lưu đều hay không, và mình coi nếu mà trường hợp mà đối lưu không đều, có thể là quạt nó quá dơ hoặc là bên trong cái dàn lạnh nó dơ đến độ mà nó ngẹt bên trong dàn rồi, thì chúng ta tiến hành xử lý nó bằng cách là rửa vệ sinh. Còn những trường hợp nào mà nặng đô quá là bắt buộc phải tháo máy xuống và bung ra cái thiết bị từng món một để mà mình bảo trì, sau đó mình ráp lại. Còn cái trường hợp mà mình thấy nó độ lạnh nó tốt, nghe là cái lượng gió hai bên nó ra nó đều, mình không nhất thiết phải tháo xuống, chỉ cần bọc bạc rồi mình rửa thôi và thông cái đường nước cho kỹ, thì mình sẽ làm cái video để chút xíu nữa, chắc là ăn cơm xong mình sẽ tiến hành bảo trì cái này và làm cái video cho các bạn xem luôn. Các bạn lưu ý nha, và điều mình muốn nhắc lại cho các bạn nè, cái quạt của Toshiba này á ha, có những cái mà mình không biết á thì mình cần phải tiến hành ha, mình tiến hành mình vệ sinh, nhưng mà mình phải kỹ. Tại cái quạt Toshiba này là nó bằng xung, nó chạy xung, mà hầu hết những cái máy mà liên quan tới tiết kiệm điện inverter á thì đều là những cái motor quạt chạy bằng xung. Mà khi chúng ta tiến hành xịt rửa bảo trì mà chúng ta không có biết á, chúng ta xịt đại nó vô luôn ha, ở trong cái quạt nó có những cái chất điện nhỏ nè, mình vô tình mình sơ ý mình làm cho cái nước nó thấm vô hoặc là nó đụng vô cái quạt nó, khi mà chúng ta không biết, chúng ta mở xi pin nó chạy và nó chạm nó sẽ báo lỗi ngay mà nó không cho hoạt động. À, nếu mà tình trạng báo lỗi mình biết ý mình làm sạch làm khô đó, thì không đến nỗi nào, và mình không biết mình để lâu đó, là nó bén lửa nó làm cho cái motor quạt nó hư luôn và nó hư sung luôn, nó báo lỗi nó không cho máy hoạt động, thì lúc đó mình sẽ thay thế một cái quạt mới rất là đắt tiền. Có những trường hợp những cái máy nó đời cũ rồi không có cái linh kiện để mà thay luôn thì đành phải bỏ máy luôn hoặc là thay lạnh mới, những cái gì lúc đó rất là tốn kém. Thì mình không có khuyến cáo các bạn nào mà những khi mà mình chưa biết rõ về kỹ thuật mình tự ý mình làm á, nó dễ dẫn đến cái tình trạng là hư hỏng những cái thiết bị linh kiện trong máy. Có nhiều cái trường hợp các bạn biết đó, giống như là họ mình có nhận cái thông báo là trong cái đợt dịch vừa rồi, một số anh chị em giống như ở nhà của đàn ông thì người ta dịch bệnh mà đâu có thể đến nhà để mà phục vụ được đâu, thì khi đó đó cái anh này anh mới tự ý với nhà anh làm ha, mà ngặt nổi một điều là không may mắn là anh làm sao mà cái quạt nó hư luôn, mà cái máy đài kinh này, máy kinh ga 32 mà con người rưỡi các bạn biết á, nó gần 14 triệu, mà ảnh lấy cái bình xịt bơm, ảnh thấy chỗ nào giờ anh xịt chỗ đó, mà ảnh đâu có dụng cụ thiết bị gì đâu, lấy cái bình đi lông cái chùm đại cũng làm đại thôi, tại dịch bệnh đâu có đến làm được trong cái thời gian giãn cách đó mà, thì nó bị nóng nực quá nó chảy nước này kia nọ, anh làm tự làm, thì lúc đó dẫn tình trạng là anh muốn báo lại là giờ sao cái quạt nó không có quay mà trên cái máy lạnh cái đèn nó chết hoài à, thì đó là cái hiện tượng báo lỗi của cái máy là do anh không biết cách. Không, anh cũng xem video, anh cũng học hỏi từ nhiều người, nhưng mà dạng học lớn đâu có biết nghề nghiệp gì đâu. Thì khi mà bảo trì các bạn biết á, có những cái điều mà chúng ta cần nên tuân thủ, thứ nhất là dùng khăn để che bo mạch để tránh tình trạng nó chạm, khi mà nước chúng ta xịt lên nó văng tùm lum la cho nó dễ bị chạm đó. Đó. Thứ hai, khi quạt là quạt xung thì trước khi mà chúng ta tiến hành xịt rửa bằng nước thì mình phải cúp cái cầu dao xuống để đảm bảo rằng điện không còn ở trong máy, nó an toàn. Thứ hai, nó không dẫn đến cái tình trạng là hư cái xung quạt ở trong cái máy mình, lúc đó nó tốn kém nguy hiểm lắm. Rồi ngoài cái việc kiểm tra như nãy giờ mình có hướng dẫn các bạn, chúng ta cũng cần tuân thủ cái điều đó thôi rồi có thể tiến hành để bảo trì. Thì khi bảo trì xong chúng ta cần phải làm những cái động tác kiểm tra tổng quát cho máy, thứ nhất độ lạnh, thứ hai tiếng ồn, thứ ba là tín hiệu có nhận tốt hay không, thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái điều đó để khi mà mình bàn giao lại cho cái người khách sử dụng á thì người ta cảm thấy an tâm hơn, và người thợ chúng ta cũng cảm thấy được thoải mái hơn, không có bị kêu tới kêu lui nhiều.
nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này, chỉ là mục đích là chỉ chia sẻ với lại tất cả các bạn là những cái bước, những cái thao tác mà chúng ta cần tiến hành làm trước khi mình bắt tay vào cái việc xịt rửa máy lạnh hay gọi là bảo trì máy lạnh đó nha quý vị nha. Rồi chút xíu mình ăn cơm nghỉ ngơi xong chắc là mình sẽ lên đây rửa cái máy này luôn. Nếu mà được mình sẽ thực hiện thêm cái video thứ hai để mà hướng dẫn các bạn xịt làm sao để cho nó không bị mớp những cái lá nhôm cho nó. Các bạn biết đó, có những trường hợp mình đi làm có những cái cục lạnh, đặc biệt là những cái cục lạnh của máy Panasonic, cái lá nhôm nó mỏng, mà một số anh thợ mình nói chung là nói chắc là mọi người sẽ biết, họ mới bước vào nghề, cái dạy sinh viên mới ra trường mới biết vào nghề cũng thấy người ta xịt rửa bằng máy bơm bắt chước làm theo, thì nó dễ gây tình trạng nếu mà không có đúng cái kỹ thuật mà xịt tầm bậy tầm bạ lên như nè. Cái lá nhôm ở trên đó, những cái lá nhôm mà của cái dàn lạnh đó, là dùng để trao đổi nhiệt. Nó họ xịt không có đúng cái kỹ thuật, không có đúng cách, bắt đầu cái lá nhôm nó mớp đi, nó mớp rất là nhiều. Thì các bạn biết đó, khi mà cái lá nhôm mà trong đó nó bị mớp đi á, là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị xào gió nè, rồi và tình trạng thứ hai là dễ bị chảy nước trong cái máy lạnh chảy ra, chảy trong phòng. Rồi tình cái điều mà hậu quả thứ ba đó là nó gây ra cái vấn đề là đối lưu gió nó không có đều ha. Nhiều khi cái vàng mà mình một ít á thì không nói gì, bị mớp ít quá thì không sao đâu, nhưng mà cái lá nhôm nó mớp quá nhiều ha, có nghĩa là nguyên cái vàng lạnh tại vì mà xịt làm sao mà nó mớp hết vào 1/3 vàng thôi, làm nó rất là khác liền, là nó chạy khác liền, tiếng kêu nó cũng ồn hơn, cái độ lạnh nó trao đổi nhiệt nó cũng kém hơn này kia nọ các kiểu. Thì cho nên chúng ta nhìn một người thợ nào đó lên để xịt rửa cái máy lạnh, nó không đơn thuần chỉ cầm cái vòi xịt đâu, không có, có cái kỹ thuật của họ hết. Nhưng mà nhiều khi chưa có ai chia sẻ với quý vị các bạn mình nắm bắt được cái điều đó thôi. Thì ngày hôm nay mình làm cái điều này, mình chia sẻ video này, hy vọng rằng nó sẽ là một cái thông tin cũng như kiến thức bổ ích dành cho tất cả các bạn. Rồi chút xíu mình sẽ thực hiện cái việc bảo trì này, máy này. Thì khi mà bảo trì một cái máy, các bạn biết mình sẵn đây mình chia sẻ luôn, chúng ta sẽ thực hiện bảo trì cục lạnh kể cả cục nóng nha. Mà trước khi bảo trì mình phải test máy trước để coi bất kỳ sự cố gì không, mình báo với khách hàng một tiếng thì người ta biết được là cái tình trạng máy móc người ta là như vậy. Vì đó là cái điều kiện bên chỗ mình bắt buộc kiểm tra trước, báo khách hàng. Còn nếu như máy cảm thấy bình thường, chỉ cần bảo trì sửa rửa thôi, bảo trì xịt rửa thôi, vệ sinh thôi thì vệ sinh nha quý vị ha. Rồi ok, xin phép được khép lại cái video ở đây ngày hôm nay. Một chút xíu mình ăn cơm rồi cảm thấy có sức lực, có năng lượng rồi mình sẽ tiến hành vệ sinh cái máy này ha. Nếu đúng ra khi mà vệ sinh, các bạn biết đó, vệ sinh kể cả cục lạnh và cả cục nóng luôn, để làm chi? Để cho hai cái đều trao đổi nhiệt tốt hết. Còn nếu như cái trường hợp nào mà nó cục nóng nó nằm ở chỗ mà cái thế mà nó quá khó, leo trèo nó khó đi, nhưng mà cố gắng làm sao để rửa cho nó một phần để cho nó bớt cái bụi bặm, bớt đất bám trên đó. Tại các bạn biết không, cái cục nóng khi mà chúng ta không rửa hoặc là rửa mà không kỹ, cái bụi nó vẫn còn bám trên những cái lá nhôm giải nhiệt trên đó, thì cái độ lạnh ở trong này cũng khác. Nhiều khi các bạn sử dụng 27 độ là các bạn cảm thấy thoải mái rồi, nhưng mà nhiều cái lúc mà bạn rửa máy lạnh xong, vệ sinh xong nhưng mà cảm giác vẫn chưa có được đã, thì khi mà kiểm tra kỹ lại mình mới biết được là cái cục nóng nó vẫn còn dơ. Có nghĩa là do cái người thợ họ xịt rửa chưa kỹ, hoặc là lý do là ở cái vị thế, ở cái vị trí nó khó leo trèo quá, nó khó mà tiếp cận cái cục nóng để mà tiến hành bảo trì vệ sinh, thì điều đó nó cũng dẫn đến cái tình trạng là kém lạnh ha. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để theo dõi cái video này. Mục đích của mình nhằm để chia sẻ là để hướng dẫn các bạn các thao tác cũng như các bước tuần tự mình cần phải tuân thủ trước khi tiến hành vệ sinh một cái máy lạnh. Xin cảm ơn tất cả mọi người, kính chúc mọi người được nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Xin chào.